Và like bên nào cả nhà ơi, hôm nay em xả hàng nha. Chị nào mình ưng mẫu nào cứ đặt hàng cho em là mã với số điện thoại nha. Đầu tiên để em lên luôn cho mình mẫu đầm này, nó sẽ đủ size cho các chị dễ đặt trước nè. Đây là DA1335 nha. DA1335 ngày hôm nay em tổng xả hàng luôn với giá chỉ có 179k mẫu đầm này thôi nè. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em là DA1335 và kèm cho em số điện thoại liền để em chốt sale ngay lúc này cho cả nhà mình nha. Rồi, mẫu này có túi hai bên form đầm chữ A và sợi ri cá nhẹ nhẹ phía dưới rất là xinh. Vải này là vải lụa mango nha cả nhà ha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em là 1335 và kèm cho em số điện thoại nè. Chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn với giá là 179k nha. Rồi em chào các chị mình mới vô ạ. Tranh thủ hôm nay mình vào live sun sale nha cả nhà ha. 1335 đầm em đang mặc chốt ngày hôm nay luôn với giá chỉ có là 179k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng để giùm em ngay lúc này nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên live cho cả nhà mình luôn. Vải mềm, chất êm và mặc rất là mát luôn nha. Rất là dễ mặc luôn cả nhà ơi. Rồi tranh thủ nào cả nhà, cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt dùm em để chốt sale cho mình nha. Mẫu này em đang xả hàng còn có 179 thôi. Rồi 99k xem kẻ ngày hôm nay lên luôn cho các chị nha. Những mẫu này còn ít em sẽ cầm nhanh sale rẻ luôn nha cả nhà. 99k mẫu này mã sản phẩm 1324 này cả nhà ơi. 1324 mẫu đầm này các chị mình ghi cho em nha. 1324 kèm số điện thoại nè, với lại là chia sẻ like giúp em để hợp lệ săn sale đầm 99k nha cả nhà. Hiện tại em còn hai size cuối cùng, đó là size M và size L nha. Size M với size L. Rồi phía trước có túi cho mình, túi thịt. Và đây là nút từ trên chạy dài xuống dưới luôn, là nút nha. Và em đây là lụa thái, cổ vest rất là đẹp luôn nha. Rồi đây, em chốt xả luôn cho mình là 99k sale này, sale tặng nha cả nhà ơi. Phía sau dây khóa kéo nha. Mã này các chị ghi cho em là DA1324 nè. DA1324 ngày hôm nay em sale luôn cho mình là 99k. Quá rẻ luôn cả nhà ơi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nha. 1324 và kèm trên số điện thoại luôn. Lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ để trừ hàng luôn. Dám chốt ngày hôm nay nha. 99k còn hai size nha cả nhà, đó là size M và size L nha. Chốt luôn 99k. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và vào nhóm nha cả nhà ơi. 99k mẫu này vải lụa thái nha. Mặc êm mềm và mặc rất là mát cho các chị mình luôn. Chỉ có 99k mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng liền. Đầm em đang mặc là 1335 sale giá 179 nha. 1335 sale giá là 179k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ ha. Làm mã số sản phẩm nè và kèm cho em số điện thoại này để em chốt đơn hàng. Với mẫu này thì em đang có cho mình là đủ hàng đủ size nha. Đủ hàng và đủ size cho các chị mình luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà, 1335 nha. Đầm có túi, có túi hai bên form chữ A xè nhẹ đuôi cá rất là xinh luôn. Chỉ có giá là 179k thôi. 179k thôi nha cả nhà. Lên đơn hàng liền cho em chịu hàng nha. 1335 nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nha. Các chị đợi em một chút xíu nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn. Làm mã số sản phẩm với số điện thoại em chốt đơn nha. Rồi đợi em vài giây em chuyển qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác cho các chị mình săn sale nè. Ai ưng mẫu nào các chị đặt cho em luôn là mã hàng với số điện thoại luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi mẫu đầm tiếp theo em xả nhanh luôn. Đầm tiếp theo là một cái mẫu đầm body nha cả nhà. 1321. 1321 nha cả nhà ơi, mẫu đầm này em xả luôn là 159k mẫu đầm này nè. Rồi chị Hiền Trần 1324 ok chị nè. Đầm em đang mặc chị nào mình lấy lên đơn hàng cho em nha. Mã này là DA1321 chất vải aquay có co giãn 4 chiều nè. Chốt sale luôn hôm nay cho mình với giá chỉ có là 159. Xoắn eo và che bụng tốt, vải có co giãn rất là nhiều cho cả nhà mình nha. Đầm này mã là 1321 nha. Rồi form rất là dễ mặc, có sẽ tà hai bên cho cả nhà mình đây. Vải này mặc mát rượi luôn cả nhà ơi. 1321 nha. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà giá chỉ có 159k mẫu đầm này. Ai ưng mẫu này thì các chị comment liền dùm em ngay lúc này nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Rồi cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt dùm em nào cả nhà ơi. Chỉ có giá là 159k mẫu đầm này. 159k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em là mã nè với số điện thoại nè, để em trừ hàng luôn cho mình nha cả nhà ơi. DA1321 nha các chị. 1321 và kèm số điện thoại sale ngày hôm nay cho cả nhà. Chỉ có giá là 159.
159k mẫu đầm này, ưng ý mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Điểm trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Mã này là 1321 nha, 159k, lên đơn liền dùng em trừ hàng. Sao chị Dương Trần ơi, rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng liền dùng em ngay bây giờ nha cả nhà. Rồi lên đơn hàng giá em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 159k. Ưng mẫu này thì các chị lên đơn hàng sớm dùm em. Ở đây có cái phần xoắn eo nè cả nhà, che bụng tốt cho các chị mình luôn. Ở đây là có co giãn rất là nhiều cho các chị mình nha. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa, chị nào ưng đặt hàng sớm dùm em. Xin shop bây giờ nếu mà mình bên nào xin shop ở đây em có tích xanh này cả nhà. Đây là cái bay chính của bên em nè. Thì mình cứ vào bay này mình đặt hàng ha cả nhà. Rồi đầm em đang mặc chị nào lấy đặt hàng cho em luôn. Mã này là 1321 nè. 1321 đầm này em chốt sale luôn là giá 159k. Ưng mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em, chị Hiền Trần 1321 này dùng đơn nè. Rồi chị nào lấy đặt liền luôn giùm em nha. Đầm ren đỏ đô dài không em? Em có đầm đen đỏ cỡ này nè chị. Đỏ này đỏ đậm nha chị nha. Đây cỡ này. Để tí nữa em sẽ mặc cho mình xem thử. Rồi bây giờ ai lấy mẫu đầm em đang mặc các chị comment cho em nha. 1321 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1321 và kèm cho em xin hỏi em chốt sale ngày hôm nay với giá chỉ có 159k. Chị Thạch Thuế 1321 ok chị nè. Chị Thanh Loan em chốt 1321 cho chị nè, 159k. Rồi chị nào lấy thật liền 1335 là nãy đầu like em mặc chị nha. Đây mẫu này 1335 là mẫu này nè cả nhà, sale luôn trên live với giá chỉ có là 179k mẫu này, mã là 1335. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng 1335 và kèm số điện thoại cho em. 1335 và kèm cho em xin hỏi em chốt sale liền trên live cho cả nhà nè. Với giá chỉ có là 179k mã này là 1335 nha. Đó. Rồi đầm em đang mặc các chị ghi cho em mã này là 1321 nè. Cái này em có hai màu nha. Cái này em có cả màu nâu nữa nè, để em kiếm em đưa cho mình xem luôn. Đây, màu nâu là 1322, màu nâu là 1322, màu vàng là 1321. Hai màu cho mình lựa chọn. Màu nâu này nó còn cho mình 5 cái size M, 1 cái size L, còn lại là tập trung là XL với 2X. Rồi em sale luôn cho mình nha. Với giá chỉ còn có là 159k. 159k, chị nào em đặt liền ren dài màu đỏ em không có, rồi chị Hồng Việt nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền luôn. 1322 là màu nâu và 1321 màu vàng. Chốt đơn liền trên like giá là 159k. Chấm bi hả chị? Rồi chấm bi em xả hàng luôn nha. Hôm nay các chị nào mua chấm bi này em tặng kèm thêm cả áo, đồng thời em xả kho giá này giá lỗ vốn luôn 119k. Mã này là 1261 nha. 1261 hiện tại bây giờ là em còn cho mình xem mở thôi. Và các chị nhìn trên cái form nè. Cái form của nó là form suông nha, nên là cái mẫu đầm này mặc dù hết size M, còn size M nhưng mà size L, XL hết rồi thì các chị giảm xuống size M mặc vẫn được. Tại vì cái chất này nó có co giãn nhiều cho các chị mình nha. Chất vải này là chất thun Mỹ có co giãn nhiều nè. Cái cài áo này nè, em tặng kèm có kim băng, có đính đá cho mình luôn. Mã này các chị ghi cho em là DA1261. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình với giá chỉ có là 119k, 119k tặng kèm cài áo. Còn vài cái thôi em xả nhanh, 119. Rồi nhanh tay nha cả nhà, 40kg tầm 55 hoặc 60kg mặc vừa, giá sale là chỉ có 119k, mã là 1261. Đó, rồi, đầm này các chị ơi, màu nâu này là 1321 nha, 1322 nha. Còn màu vàng là 1321, em có hai màu cho mình lựa chọn. Đây, ướm thử cho các chị xem nè. Ướm thử cho các chị xem đây, màu nâu nè. Màu nâu là 1322 nha. Màu nâu là 1322, màu vàng 1321. Hai mẫu này đều gần hết hàng rồi cả nhà ơi, còn ít thôi em xả nhanh luôn 159. 159k thôi nha cả nhà. 1322 màu nâu, 1321 màu vàng. Sale luôn với giá là 159. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em, cái này nó có xệ tà cho mình hai bên. Chất vải Away có co giãn cho mình 4 chiều nha, mát, thoải mái, dễ chịu cho các chị mình luôn. 159k thôi cả nhà ơi. 159k mẫu đầm này chị nào lấy lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em trừ hàng và trừ size luôn. Rồi xong chưa các chị ơi, chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha. Ưng mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em trừ hàng luôn. Đầm này em chốt sale cho mình là chỉ có 159 thôi nha, 159k. Rồi xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nữa nha. Rồi chia sẻ like giúp em nha cả nhà ơi, qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Đây đầm cổ phết nha cả nhà. Chị nào mình thích mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn, là mã phối số điện thoại nha.
Rồi, đợi em vài giây nha, lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Mẫu tiếp theo của em là một cái đầm cổ vét nha các chị ha. Rồi ok, chị Emily DA1322 nè. Mẫu nâu, chị cho em thêm số điện thoại nữa nha chị ha. Rồi mẫu đầm tiếp theo đây là DA1366. DA1366, mẫu đầm này em xả hàng luôn 179k. Có cái dây rờ để mình cột eo, mình cột cũng được mà mình không cột cũng được, tùy ý mình nha. Phía đằng sau là dây khóa kéo nè cả nhà. Rồi mẫu đầm này em chốt sale luôn cho mình nha, 179. Đây cái dây này để em cột vô cho các chị xem thử cái form của nó nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em là DA1366 và kèm số điện thoại. 1366 và kèm số điện thoại chốt luôn với giá chỉ có là 179k, em xả nhanh luôn, 179k mẫu đầm này. Màu này là màu hồng da. Đó, rất là xinh, cái màu này dễ mặc cực kỳ luôn nha cả nhà ơi. Phía trước em phối một dàn nút ngập cho các chị mình luôn. Đầm này em xả hàng còn 179 nha cả nhà ơi. 450 em xả hàng còn 179k. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chưa hàng nào, nhanh tay nha cả nhà. Mã này là 1366 và kèm số điện thoại. Em có cho mình là cái tông màu da này nữa nè. Màu da này mình ghi cho em là 1365 nha. Màu da này là 1365 nè. Màu da 1365, màu hồng là 1366, có hai màu cho mình lựa chọn. Rồi xả luôn 179. 179k mẫu đầm này nha. Từ 40kg đến tổng khoảng là 65kg là vừa. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng xứng dùm em, ngay bây giờ em chuyển hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà. 1365 là màu da và 1366 màu hồng. Xả nhanh 179k mẫu đầm này. 179k mẫu đầm này, ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng để giùm em nha. Vải này là cô tông lạnh nha, mềm êm và mặc mát cho các chị mình luôn. Rồi em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 179k. 179k rồi, xong chưa cả nhà ơi, tranh thủ mình lên đơn liền nha. Màu hồng là 1366, màu da là 1365 nha. Chốt sale luôn trên line với giá chỉ có là 179k mẫu đầm này. 179k mẫu đầm này, chị nào ưu mẫu này các chị lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nha, điểm trừ hàng luôn nào cả nhà ơi. 159k mẫu đầm này nha. 179k nha. Ok chị Nguyễn Thu em chốt đơn hàng nè, chị Ngọc Lan ok em chốt sale nè. 179k thôi, hai mẫu đầm này đồng giá hết nha. Màu hồng là 1366 và màu da là 1365. Chốt ngày hôm nay giá 179. Ưu mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng liền giùm em ngay lúc này nha, để trừ hàng và trừ sai liền trên live cho cả nhà mình luôn. Chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 179k mẫu đầm này. Rồi còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Mình lên đơn hàng thì dùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng luôn, 179k thôi, vải bao đẹp cho các chị mình luôn. Và 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. 40kg đến 65kg là vừa. Ai lấy mẫu này các chị nhanh tay nha. 1366 màu hồng và 1365 là màu da. Chốt luôn giá là 179. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng liền cho em trừ hàng luôn. Rồi số lượng có hạn nha cả nhà, 179k áp dụng duy nhất trên line này. Chị nào mình thích mẫu này các chị là hàng cho em luôn ngay bây giờ nha, để trừ hàng và trừ sai luôn nè cả nhà ơi. Vải bao đẹp cho các chị mình luôn. Cô tông lạnh nha, chất rất là êm và mát luôn. Rồi giá ngày hôm nay chốt sale luôn trên line chỉ có 179. Bây giờ sẽ chuyển qua thêm một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn, là mã với số điện thoại nha, em chốt sale luôn cho mình. Rồi chia sẻ like dùm em nha cả nhà ơi, để em lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nè. Rồi ở đây em có cho mình một cái mẫu maxi rất là đẹp luôn, nay shop sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Chờ em một chút xíu nha. Một ba ba sáu nha cả nhà ơi. DA1336 mẫu đầm này em sẽ có cho mình là 4 size DAMLXL và 2X cho các chị. DA1336 ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 229 thôi, em có cho mình đủ size luôn. MLXL và 2X nha cả nhà ơi. Lên đơn liền dùm em trừ hàng nè. Sao chị Thảo thì ơi, mình comment em không hiểu. Rồi đầm em đang mặc, chị nào mình lấy đặt hàng cho em nha. Mã này là DA1336 nè. Ở đây em cao 1m62, cái form này em mặc là dài tứ phần cổ chân như thế này nha. Rồi cái chất nè, lụa mango nè,
Có co giãn nè, êm mềm và mặt mát cho các chị. Rồi chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng xứng giùm em chịu hàng luôn nha, maxi quá đẹp luôn các chị ơi. Rồi sale luôn 229k thôi, giá gốc nó là 450, và ngày hôm nay shop sale xạ còn 229, chị nào mình ưng đặt hàng này giùm em. Ở đây em có mẫu này, em chi âm cho mình là giá 99k nha cả nhà ơi, 99k mẫu này nè. Rồi mã này là 1311 nha các chị. Hiện tại em sẽ còn cho mình là 2 cái size M, 8 cái size XL và 1 cái 2X nha. 99k luôn mẫu này, chi âm luôn. Rồi các chị ơi, ai nha là còn ai chậm mất hàng nha. Có túi hai bên, có dây để mình cột eo, cột trước, cột sau đều được. Vải này là vải gân tâm. Rồi em chốt sale luôn cho mình nha, chỉ có giá là 99k mẫu này thôi, 99k mẫu này thôi. Mã các chị ghi cho em là DA1311 nha, DA1311, và kèm xin hỏi chốt luôn cho mình với giá chỉ có là 99k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em nha, 1311 và kèm xin hỏi 99k em đầm này, quá rẻ luôn. Nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng liền em trừ hàng luôn nha. Cái form của nó form suông và có cái dây để mình cột eo thì mình cột trước cột sau đều được nha. Đầm này em sale luôn 99k, còn có mấy cái em chị ăn luôn 99 thôi, sale lỗ luôn nha. 2 cái xe M, 8 cái XL và 1 cái 2 cuối cùng 99k. Mã này mình ghi cho em là DA131311, 1311 giá 99k, đó em chơi đằng sau này nha. Nhanh tay nha cả nhà, kẹo hết hàng. Rồi maxi của em đang mặc đây 450, em sale luôn xuống còn là 229. 450 em sale luôn còn 229k mẫu đầm này. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn nè. Đó, form rất là đẹp luôn, lên form chuẩn form cho cả nhà mình nha. Đủ hàng và đủ size cho các chị mình luôn nè. 2XL84 hoặc L86 chị xuống vừa. Rồi, xong chưa cả nhà ơi? Đầm em đang mặc nha, mã sản phẩm là DA1336. Chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 229k mẫu đầm này thôi. 1311 chị Hình Trần này. Rồi chị nhớ chia sẻ like giùm em luôn chị nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng chịu size. Màu tím em có mẫu đầm này, em có cái mẫu này màu tím. Mã này là 1363, hiện tại là cái mẫu này em còn có ít thôi nha. Em đang xả hàng luôn rồi. Em còn có xe M cả nhà ơi, tiếc ghê luôn, đầm rất là đẹp nhưng mà chỉ còn sót kho lại xe M mà thôi. Và mẫu này thì tầm đặc biệt thì nó cũng được cái là nó cũng có co giãn nè, nên là cũng dễ mặc các cả nhà. Rồi 40kg đến tầm khoảng 53kg mình mặc vừa, 40kg tầm 53 hoặc nhiều khi 55kg cũng được, tại chất nè. Đó, nhung này là nhung kim tuyến nè, có co giãn mặc rất là sang. Em tặng kèm thêm cho mình cái cà áo này là đó, viền đá viền ngọc trai xung quanh nè, rất đẹp xịn sò luôn. Rồi, trời ơi, cái chất này đúng xịn luôn cả nhà. Và bây giờ em sale xạ còn 259, 259k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng thì dùm em ngay lúc này nha, để trừ hàng chỉ có 259k thôi. Rồi xong chưa cả nhà ơi, lên đơn liền dùm em nào. Xong chưa cả nhà ơi, lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha, để em chốt sale luôn cho mình nha cả nhà ơi. Rồi giá em chốt ngày hôm nay cho mình là chỉ có 259k, mã sản phẩm là DA1363, 1363 và kèm cho em số điện thoại luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 1363 kèm số điện thoại chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình với giá chỉ có là 259k, 1363 nha. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mẫu khác nha. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt cho em nè. 1336 em chốt ngày hôm nay là 229, 229k mẫu đầm này, và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em là DA1336 và kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay nào cả nhà ơi, 229k mẫu đầm này thôi, 1336 và kèm số điện thoại nè.
1311 NC99 ta áp dụng cho chị nào chia sẻ đó chị Thị Hoàng ơi. Mình cứ chia sẻ like rồi mình đặt hàng thôi. À, và nếu có thể thì mình gộp đơn giúp em nha cả nhà nha. Rồi đầm em đang mặc, chị nào ưng đặt hàng cho em luôn mặc mẫu đầm này 1336. Chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình với giá chỉ có là 229k mẫu này. 229k mẫu đầm này thôi, ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. DA1336 và kèm số điện thoại 229 nha. Tiếp tục nè, em quay thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo, chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn. Là mã hàng nè, với số điện thoại em trừ hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi giờ em sẽ quay thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha. Rồi đây em sẽ có cho mình một cái mẫu đầm hoa này rất là xinh, nhưng mà bây giờ em chỉ còn size 2X thôi, em xả nhanh luôn giá rẻ nè. Rồi hôm nay sale kẻ nha, sale toàn tập cho các chị mình luôn nè. Nếu cái mẫu đầm mà hàng lẻ size như vậy là em xả hàng sale lỗ vốn luôn rồi cả nhà. Rồi bây giờ nha các chị, mẫu đầm này của em 1318 nè, đầm này em xả hàng luôn. Đầm này em xả hàng luôn cho mình với giá chỉ có là 149k. 149k mẫu đầm này, chị nào mình ưng đặt hàng liền giùm em nha cả nhà ơi, 149k thôi. Rất là rẻ, đầm có túi và cổ giọt nước, vải lụa mango mặc rất là êm. Rồi chốt salon 149k mẫu đầm này. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn liền giùm em. Cái đầm tím vừa nãy thì mình L78 mặc XL ở chị Lan Phạm mà nó chỉ còn size M thôi. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt cho em nhé. Mã này là DA1318 còn size 2X. 2X L84 hoặc L86 chịu xuống vừa. Em chốt xả luôn cho mình ngày hôm nay 149k mẫu đầm này nha. 149k mẫu đầm này, chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Là mã số sản phẩm nè và kèm cho xin thảm trừ hàng. Chỉ có giá là 149k là mình săn sale được ngay em mẫu đầm này rồi. Rồi hiện tại là mẫu này em còn rất là ít nha cả nhà ơi. Cái form quá đẹp luôn, cổ giọt nước ha. Và có kèm túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Mã này mình cứ ghi là 1318 nha. Ok, chị Thạch Huế là DA, chị Thạch Huế là DA1318 em chút cho chị nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị lên đơn nha. Rồi nhớ comment cho em là mã với số điện thoại luôn nha cả nhà ơi. Đầm em đang mặc nha, chốt luôn là giá 149, xả hàng nhanh luôn. Xả hàng nhanh cho các chị mình luôn, còn chị nào mình lấy mẫu nào các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Nhanh tay nào cả nhà ơi. Mẫu đầm này em chốt sale luôn trên like, chỉ có giá là 149 thôi, quá rẻ luôn nè. Từ 40kg đến tầm khoảng là, quên, đầm này thì tầm khoảng E84 hay là E86 trở xuống mình mặc vừa. E84 hay E86 trở xuống mặc vừa. Nhanh tay mình lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ. Đầm tím sale giá 259. Đầm tím mã là 1363 sale giá 259k. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em 1363 và kèm số điện thoại 259k nha cả nhà ơi. Rồi mã đầm em đang mặc đây các chị ghi cho em là 1318. DA1318 sale giá là 149k mẫu này, mã 1318 159k. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sử dụng em luôn. Nhanh tay nha cả nhà. Mẫu tiếp theo nha các chị ơi. Qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác nè. Rồi em đem cho mình một cái đầm cổ vét có hoa cho các chị mình đây. 1330. Rồi đợi em vài giây nha các chị ha. Rồi chị Lan Phạm để lại số điện thoại giúp em để bên em kiểm tra đơn cho mình chị nha. Rồi 65kg không vừa các chị ơi, đầm tím em nhắc lại nha. Là mẫu này chỉ còn size M thôi. Tầm 40kg, tầm 52, 53kg. Hoặc là bon chen lắm thì tầm 55kg hay mình đo eo đi. L84, open L72. Hoặc là coi giãn thì đến tầm 74 hoặc 75 chạy xuống mình mặc vừa. Các chị mình đo eo giúp em nha. Rồi em sale còn 259k. Rồi các chị nào mình vừa mình đặt hàng luôn nha. Còn những cái size kia hết rồi cả nhà ơi, không còn nữa. Còn là em cũng báo size cho mình rồi. Em không có giấu đâu. Đó, còn gì là em báo cái đó size đó thôi nha cả nhà ơi. Đây bây giờ nè, mã này của em là 1330. Em có cho mình đủ size. Rồi, cái mẫu đầm này nha.
Đúng size ML là 2X luôn. Em chốt sale luôn còn 199 nha. 199k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy đặt hàng xin giùm em phong chuẩn đẹp luôn. Dây khóa kế đằng sau. Có túi hai bên cho các chị mình luôn. Mẫu đầm này em chốt sale luôn cho mình nha. 1330 này với giá chỉ có là 199. 199k chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nhé. Vải này là vải lụa Hàn, mặc vừa êm vừa mềm và vừa mát cho các chị mình luôn. Rồi chốt ngày hôm nay với giá chỉ có là 199k mẫu đầm này. 199k mẫu đầm này, chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trừ sai. Chốt sale luôn giá là 199, mã sản phẩm này là 1330. DA1330 và kèm số điện thoại cho em nha. 1330 sale giá 199k. 1330 sale giá 199k. Rồi nhanh tay các chị. Vải này đúng mềm luôn. Vừa mềm mà nó vừa êm mà nó vừa mát lại có co giãn nữa. Ở đây nè các chị, cổ vest nè ha, form lên chuẩn luôn. Đó, hạ eo ngang cổ trở tay từ đây sẽ nhẹ cho em bụng tốt. Có túi cho mình luôn. Đằng này các chị cứ ghi cho em mã này là DA1330 và kèm trong số điện thoại nha. Em chốt sale xả hàng ngày hôm nay với giá chỉ có là 199k mẫu đầm này. 199k thôi, chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em luôn. Mã này là 1330. 1330 và kèm số điện thoại rồi xong chưa cả nhà ơi. Tranh thủ mình lên đơn hàng liền dùm em. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ sai cho các chị mình nha. 1330 và kèm số điện thoại chỉ còn có giá là 199 thôi. 199k mẫu này. Lên đơn hàng sớm giùm em nha. Mã này là DA1330. Rồi, xong cho các chị ơi, chuẩn bị em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này nha. Mã này là DA1330 và kèm số điện thoại. Giảm ngay trên like giá chỉ có với giá chỉ có là 199k. 199k, chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để trừ hàng trừ sai nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu tầm tiếp theo. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em nha. Tiếp tục em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm ren 1344. Đầm ren này các chị nếu mà ai thích thì mình nhớ nhanh tay lên đơn sớm nha, tại vì gần cháy hàng rồi. Mã sản phẩm 1344 này của em nè, gần cháy hàng rồi cả nhà ơi, còn ít thôi. Đầm tím mã 1363 chị Bùi Trương nha. Rồi mã đầm tiếp theo của em đây là DA1344 nè. Đầm 1344 ngày hôm nay em chốt sale là 259k. Mẫu này tính ra là may mấy đợt hàng rồi, đến bây giờ vẫn còn rất là hot và chuẩn bị cháy hàng rồi. Ai thích mẫu này nhớ lên đơn liền cho em nha. Mã này là 1344 nè, chốt sale là 259. Chất re nha, có túi hai bên, phía sau dây khóa kéo. Bên trong là có lót thun cotton cho các chị. Đầm này em chốt sale luôn cho mình nha, chỉ có giá 259. Mã sản phẩm này là DA1344. DA1344 và kèm số điện thoại cho em nha. 259k mẫu đầm này. Rồi ai lấy mẫu này các chị mà đặt hàng thì giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trừ sai. DA1344 và kèm số điện thoại sale luôn với giá chỉ có 259k. Rồi chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này nha, để em trừ hàng và trừ sai liền trên like cho cả nhà mình luôn. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn liền nha. Mã này các chị ghi cho em là DA1344 và kèm trong số điện thoại. Em chốt luôn với giá chỉ có là 259k mẫu đầm này. 259k mẫu đầm em đang mặc trên người. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa nha cả nhà ha. Rồi chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng liền dùm em. Em trừ hàng nha cả nhà ơi. Em chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 259k mẫu đầm này. DA1344 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi em có một cái mẫu sơ mi, mã này là 1338 nè các chị. Rồi em xả nhanh luôn, 1338. Cái này em còn size M nha các chị. Rồi, à hai cái size L nữa.
Thôi để riêng nữa em mặc nhanh cho các chị xả hàng luôn nha. 1344 chị Nguyễn Tư, ok chị. Rồi, các chị ơi nhanh tay nào, lên đơn hàng liền cho em nha. Đàm em đang mặc là DA1344 nha cả nhà. Ren bây giờ hiếm lắm, đợt sắp tới là sẽ không có ren luôn nha cả nhà. Chỉ có bây giờ là có ren thôi, chị nào mình thích mình đặt hàng liền luôn, kẹo là không còn hàng nha. Mã này là DA1344 và em chốt sale là 259. 259k mẫu đầm này. Miếng sau dây khóa kéo nè, phong chuẩn đẹp, còn có túi hai bên cho các chị mình luôn. Chị nào mình ưng mẫu này cứ đặt hàng cho em là DA1344 và kèm số điện thoại, sale giá là 259k mẫu đầm này nha. 259k. Rồi bây giờ em qua thêm một cái đầm sơ mi nữa nè. Mình đợi em vài giây nha. Chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Mẫu 338. Chị Thanh Bùi ơi, mình mặc size gì chị? Cái đầm đó em còn size M chị nha. Rồi, bây giờ đầm em đang mặc trên người 1338, còn trong mình là 17 cái size M và 2 cái size L cuối cùng. Em xả hàng còn 139k, 139k mẫu đầm này. Chị nào lấy đặt hàng xứng giùm em chuyển hàng luôn. Rồi, nhanh tay nha cả nhà. Có sai hay không em? Các chị ơi, những cái mẫu nào á còn sai gì là em sẽ báo luôn cả nhà, cứ lắng nghe thông tin em đọc là được rồi cả nhà. Đây này các chị ơi, như cái đầm này nè, còn size M, size L em sẽ báo luôn. Còn những cái size nào mà các chị thấy em không có đọc có nghĩa là nó hết hàng. Đầm này em 1338 còn size M, size L có nghĩa là size XL với 2X là hết nha cả nhà. Giống như cái đầm này em nói nó còn size M là có nghĩa là size L, XL, 2X là hết nè. Mấy chị cứ hỏi em là còn 2X không, còn XL không? Không còn cả nhà ơi, nó còn size M thôi. Đó, còn sai nào em báo sai đó à, chứ em không có giấu. Giấu sai làm gì cả nhà, em muốn bán là bán cho hết mà. Nếu là còn cái gì thì em báo sai đó hết cho cả nhà mình thôi cả nhà ơi. Rồi bây giờ nè, đầm em đang mặc nha. Mã này là DA1338 nè. Mẫu đầm này em chốt sale luôn cho mình nha. Giá 139 xả nhanh nè. Đầm này bình thường các chị mua là từ 299k trở lên. Nhưng mà bây giờ em chỉ còn có size M với size L. Đáng lẽ là còn size M không á, mà hôm nay còn sao mà kho kiểm kho lại còn sót lại hai cái size L nữa nè. Em xả luôn là 139k cho nhà mình nha. Rồi 1338 nè, chị Nguyễn Hạnh 1338 nè. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn. 1338 và kèm cho em số điện thoại nha. Em còn cho mình size M và size L nha. Em xả luôn là 139k. 139k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. 1338 nha cả nhà ơi. 1338 kèm số điện thoại, chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 159k, 139k luôn. Rồi chốt liền tay nha cả nhà. Để cho chị 1338 size L, chị ơi thêm số điện thoại gấp giùm em nha. Tại vì chị nào có đầy đủ thông tin trước thì em sẽ chốt trước cho chị đó nha cả nhà ơi. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng thì giùm em chuyển hàng nè. Rồi nhanh tay đặt hàng xuống giùm em nha. Mẫu đầm này em chốt sơ luôn cho mình nha. Đây là DA1338 nha. Chốt đơn liền trên live, giá chỉ còn có là 139k. Chị khách cũ nhưng mà tại vì thường bên em, hệ thống bên em lọc cú pháp đặt hàng ưu tiên, có nghĩa là những cái comment nào có số điện thoại thì sẽ được ưu tiên trả lời trước, còn những cái không thông tin đặt hàng mà không có số điện thoại thì sẽ bị trả lời sau. Nên là cái này nếu như mà chị nào á mà đầy đủ thông tin trước là hệ thống sẽ tự động nhảy vô phần ưu tiên trước là mấy bạn chốt trước nha chị nha. Mặc dù mình đặt trước nhưng mà thiếu số điện thoại, thiếu thông tin là coi như là nhiều khi là mình phải chốt sau, nhiều khi nó hết hàng của mình ấy. Size L em còn 2 cái thôi nha. Size L em còn 2 cái, còn lại là em chỉ còn size M thôi. Đó. Rồi size M thì eo tầm 72 hoặc là 74 trở xuống vừa. Cái này em xả hàng luôn là còn có 139 thôi. 139k nha cả nhà. Phía đằng sau là dây khóa kéo nè. Có túi cho mình hai bên nha. Mã này là DA1338. 1338 xả nhanh là 139. Hình như là bây giờ em hết size L rồi đó nha cả nhà. Em chỉ còn size M thôi đó nha. Rồi, còn size M thôi nha cả nhà, eo 72 hoặc là 74 trở xuống mặc vừa. Eo 74 là tính thêm độ co giãn rồi. Còn nếu form bình thường tầm eo 72 trở xuống. Và giá ngày hôm nay em xả hàng cho mình là chỉ còn có giá là 139k mẫu đầm này nha. 139k cực kỳ rẻ luôn. Các chị ơi, nếu mà chị nào 2X á, mình thôi mình lấy xem mẫu này nè. Mẫu này em có size 2X nè. Mẫu này là 1305 nè. Em xả hàng luôn. Ồ, nó còn một cái L nữa nha các chị. Nó còn một cái L nữa và còn lại là còn 2X. Xả luôn 139k nè. 139k mẫu này nè.
Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em là 139k. 139k chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này nha, để em chừa hàng và chừa size liền trên live cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 139k thôi nè các chị. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng liền nha. Cái này em còn XL và 2X. Đó, nếu mà chị nào size lớn mình lấy sang mẫu này đi. Còn XL 2X cho cả nhà, sale luôn giá 139k. Sale luôn giá 139k cho các chị nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng liền luôn giùm em chừa hàng. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi, các chị ơi còn một cái mẫu nữa là tay lỡ như thế này đây. Đây nè. Này các chị, cái này cái XL nè. Còn đúng một cái XL ở đây nè. Này nhiều chị cứ hỏi em là có giống như trên live không? Đây các chị nè, cái XL cái 2X nè. Bình thường em mặc size M cơ, còn này XL 2X nè. Các chị thấy không? Không khác gì hết trơn. Mà có vẫn có trường hợp mấy chị bảo: "Ủa em ơi trên live chị thấy khác mà sao giờ giao hàng cho chị mẫu nó không giống hình. Giao hàng không giống hình." Xong rồi hỏi sao? Hỏi chị sao vậy chị? Tại vì bên em là sản xuất hàng loạt mà chắc chắn 100%, 1000% phải giống nhau. Xong các chị chụp hình đưa cho em thì em cũng thấy giống, mà chị bảo là chị thấy cái màu ở trên hình nó màu sáng hơn, mà ở ngoài chị nhận được màu tối hơn. Có chị thì lại kêu là ở trong hình thì tối hơn, ở ngoài sáng hơn. Có chị thì kêu là màu đậm hơn, ở ngoài nhạt hơn, vậy đó. Nói chung là vậy. Thì cái tông màu nhạt đậm hay là sáng tối là do độ phân giải màn hình nha cả nhà nha, do độ phân giải màn hình điện thoại chứ không phải do lỗi tại em. Nên là cái này thì em không, cái này không phải lỗi tại em, nên là em mong rằng các chị sẽ du di bỏ qua. Tại vì cái độ chênh lệch thì nó ít thôi, ít thôi cả nhà ơi, nó không có nhiều. Trường hợp chị nào khó tính lắm cơ thì các chị với tính các chị với tính cái phần này thôi, chứ thực sự nó chênh lệch ít lắm. Em mong các chị sẽ bỏ qua nha cả nhà nha. Nè em lấy cho mình xem hàng nè, 100% là y chang như vậy hết nè các chị nè. Em sản xuất hàng loạt mà làm sao mà khác được, đúng không ạ? Làm sao khác được, em mặc sao do vậy thôi. Rồi nếu mình thấy điện thoại của mình á mà sáng hơn hay tối hơn là do độ phân giải màn hình thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ là các chị ơi, đầm này em xả hàng 139 nè, mã này là 1305 nè, 1305 này cả nhà nha. Rồi đây nè, em có đây là 1300, cái này là còn 2X thôi nha, em xả hàng 139 nè. Rồi chị nào lấy ra hàng sớm giùm em chưa hàng. Rồi shop rất uy tín, chị mua rất nhiều mẫu, mẫu nào về cũng ok á. Rồi em cảm ơn chị Mai Hoàng rất là nhiều luôn. Đó, em cảm ơn các chị rất là nhiều nè. Chị nào nhận được hàng cứ review sản phẩm giúp em luôn nha. Rồi các chị ơi, bây giờ nhá, em ở đây có hai cái mẫu này, mà cái tay lỡ này là còn size size 2X. Đó, còn cái mẫu đầm tay ngắn này là em còn một cái XL và một cái 2X đây. Cái này cái XL nè, cái này cái 2X nè. Đó. Rồi em sale cho mình là 139k, xả nhanh luôn nha. Form sơ mi, form đầm sơ mi thì cái form nó cũng dạng tương tự như mẫu em đang mặc vậy nè. Nó tương tự như mẫu em đang mặc thôi, mà cái mẫu này thì tay lỡ, còn này tay ngắn vậy thôi. Đó, 139k nha cả nhà nha. Rồi 1300 là mẫu này, còn size 2X, 1305 còn X là 2X, xả luôn 139k. Chúc liền tay nha cả nhà ơi. Rồi lên đơn liền giùm em, đầm em đang mặc thì còn size M nha. Đầm em đang mặc còn size M, chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em 1338 và kèm số điện thoại nè. 1338 và kèm cho em số điện thoại em trừ hàng nè. Đó, mẫu này là size ML hết rồi nha các chị, chỉ còn size M thôi đó. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng 1338, chốt đơn liền trên là 139k. Tiếp tục nha, em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nè. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em luôn, em trừ hàng và trừ sai, nhanh tay nào cả nhà ơi. Rồi bây giờ em xả tiếp cho mình mẫu này rất là đẹp, thật sự luôn. Rồi nhưng mà nó còn ít quá nên là em xả nhanh luôn. Chứ cái chất em nói thiệt luôn, các chị mua về các chị sẽ thấy là nó chất lượng cực kỳ luôn á nha cả nhà ơi. Nó chất lượng vô cùng luôn á, xịn sò luôn á. Vải này vải tuyết mưa dày dặn mà mềm êm cho các chị. Mã này là 1283. 1283 là cả nhà. Và em hôm nay có một cái XL nữa nè. 1283 còn size M, size L và một cái XL nữa nha. Rồi em xả luôn 139k. 139k có cái màu đen, cái kiểu của nó tương tự như cái mẫu màu xanh vậy. Nhưng mà nó khác ở đây là nó sẽ không có nút, và ở đây là túi hai bên, còn đây một túi phía trước. Cái này có một túi vào phía trước, còn cái này là sẽ có hai túi vào ở hai bên. Đó, và màu đen mã này là 1299 nha cả nhà. Có những chị khác bên em á mua nguyên cái mẫu kiểu này là mua 4 màu được, chứ em may 4 màu.
thì á hai mẫu kia hết rồi, còn hai mẫu này còn để size nè. Đó, có những chị khách nguyên một bộ bốn màu luôn á, tại nhà rất nhiều chị có bốn màu như vậy luôn, các chị mua thử đi. Vì sao mà khách có rồi nhưng mà vẫn mua tiếp màu khác, rất là chất lượng, em bao luôn, không ở đâu rẻ bằng luôn cả nhà, xịn sò mà giá có 149k như thế này thôi. Rồi lên đơn liền dùng em nha. Rồi em thấy chị Ái Khanh 1338 nè, 1283XL thì tầm 60kg trở xuống vừa chị Mai Hoàng, hoặc là eo mình tầm 78 trở xuống mình mặc vừa, eo 78 hoặc 79 trở xuống mặc vừa. Rồi ở đây nè, 1299 còn một cả XL và còn lại cũng chỉ còn size M mà thôi. Màu đen là 1299 và màu xanh là 1283, có hai màu vải rất đẹp nha cả nhà ơi. Lên đơn liền em chịu hàng luôn. Đen là 1299 và xanh là 1283. Sale luôn cho mình là 149. 149k nha cả nhà. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em luôn. Ngay lúc này để chịu hàng về size nào cả nhà ơi. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha các chị nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị em quay thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nè. Mã này mình ghi cho em là 1283. 1283 còn cho mình xem M, XL và đúng một cái size XL. Chị nào XL để mình đặt nhanh nha. Đặt trễ một giây thôi người khác đặt là mình hết hàng mất tiêu rồi. Rồi các chị ơi, màu xanh navy rất là đẹp và sang cho mình ha. Chuẩn nét, trời ơi xịn sò. Các chị cứ mua về các chị cầm cái hàng trên tay các chị sẽ thấy nó rất là chất lượng luôn, mà có 149k thôi. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền 1283 cho chị Đàm Hồ Thảo nè, sale luôn là 149k. Cái này em xả hàng là không có lờ luôn á cả nhà. Rồi chị nào mình lấy đặt liền nha. 1283 là màu xanh, 1299 là màu đen. Hai màu và sale đồng giá còn 149k nha. 149k rồi. Xem kẻ có cho mình một cái mẫu đầm này. On body mà 299 em còn size XL đó chị Nemo ơi, một cái hai size XL còn lại là size M. Mã này là DA1314. Còn có size M. Còn có size M cả nhà ơi. Xả luôn nha, 139 xịn sò luôn. Đẹp lắm. Mà ngày hôm nay tại vì còn có size M nên thôi em chị ăn luôn, 139k. Không có lời. Để chị nhìn cái vải đẹp chưa? Mê hồn luôn. Rồi cái này em xả hàng luôn. Chỉ còn có giá là 139k. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em nha, 1314 và kèm sinh hoạt. Rồi 12383 cho chị Huế Mộng Mơ. Rồi chị nào lấy đặt hàng liền nha. Đầm này là nhung kim tuyến nha cả nhà. Nhung kim tuyến có co giãn và mát lạnh luôn, sang lắm. Nhưng mà chỉ còn size M mà thôi. Em xả hàng luôn 139. Mã này là DA1314. DA1314 chị nào là mình lấy nhanh tay đặt hàng trên 1314 và kèm số điện thoại cho em nha. 1314 và kèm số điện thoại chốt đơn luôn 139k, quá rẻ. 139k mẫu này thôi. Rồi chia sẻ like và mình lên đơn liền dùm em ạ. Rồi cái mẫu sọc này em xả hàng luôn 139k nè. Hôm nay những cái mẫu lẻ lẻ sai là em xả hết, xả rẻ xả lỗ luôn. Đây 1291 em còn hai size cuối, size M và size XL. Hết size M giảm xuống size M mặc nha cả nhà. Tại vì vải này là thun Mỹ. Thun Mỹ nó co giãn nhiều lắm. Đây, các chị nhìn nè. Ai hết size L cứ giảm xuống size M mặc cho em, vẫn là đảm bảo luôn, vừa vặn mà bao đẹp luôn. Đây, 1291. 1291 em còn size M, size L và size L nha. Thì trong tầm 40kg, tầm 65kg, 60-65kg vừa. Xả luôn 139k, mã này là 1291. Sẽ có cái dây để mình cột eo nha. Có cái dây để mình cột eo nè. Cột trước, cột sau đều được. Rồi vải rất là đẹp và em sale luôn cho mình ngày hôm nay. Chỉ còn có giá là 1283 hết XL rồi chị Mai Hoàng ơi. Chị Mai Hoàng đặt trễ quá. Rồi em thấy hệ thống hết XL rồi. Rồi các chị ơi, 1291 em còn cho mình size M, size XL. Tầm 40kg đến 60-65kg vừa em xả hàng 139k. 139k có cái dây nè. Có cái dây để mình cột em nè cả nhà ha. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em luôn, 139k quá rẻ luôn, vải này mặc mát và co giãn rất nhiều. 1291139 nha, đầm sơ mi phong chữ A có dây cột eo cột trước cột sau hoặc khỏi cột cũng được. Rồi dây đó là dây rời cả nhà. Rồi đầm em đang mặc nha, 1283 chỉ còn size M và size L thôi cả nhà. 1283 chỉ còn size M và size L thôi, chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn 149. 149k xả nhanh luôn. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng liền giùm em. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 1283 cho chị Hồ Thị Khánh nè. Bây giờ sẽ chuyển nhanh qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn.
mã với số điện thoại cho em luôn nha, tay nào bạn nhà ơi. Rồi em sẽ lên cho mình một cái đầm ren ôm bao đì đuôi cá. Đợi em một chút xíu nha. Qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn, là mã hàng với số điện thoại nè. Để em chốt sale luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Đây là DA1348 và 291 cho chị Nguyễn Hạnh luôn. Rồi các chị ơi, 1348 em đang mặc nè. Đầm siêu phẩm luôn. Giá gốc của nó là 450 nay xã còn 219. Mã này là 1348. 1348 nha cả nhà. Rồi ok, đủ size ML, XL với 2X em đều có hết cho các chị nha. Và chốt ngày hôm nay là 219 nè. Chốt luôn cho mình ngày hôm nay với giá chỉ có 219k mẫu đầm này thôi. DA1348 và kèm số điện thoại cho em nha. 1348 và kèm số điện thoại, sale giá là 219k. Đầm ôm body đuôi cá nha. Phía trước là phối với một dàn nút ngọc cho các chị mình nè. Ren rất là mềm và co giãn cho các chị nè. Có co giãn cho các chị mình luôn. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng thì dùm em. 1348 và kèm số điện thoại cho em nha. 1348 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá là 219k mẫu đầm này. 219k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị mình đặt hàng thì dùm em ngay bây giờ nha. Để em chuyển hàng chuyển size, mã này mình cứ ghi cho em là 1348 nha. 1348 và kèm số điện thoại, rồi lên đơn hàng liền dùm em nào các chị. Tranh thủ nha các chị, đặt hàng sớm em chịu hàng. Cái tông màu này là màu đỏ đậm nha cả nhà ơi, nên là nó sẽ không bị kén da và cũng không có bị kén tuổi. Các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi đều có thể mặc được. Và chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn là giá chỉ có 219 thôi. 219k mẫu đầm này, ưng mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng luôn. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, mã sản phẩm này mình cứ ghi cho em là 1348 nha. DA1348 chốt ngày hôm nay cho các chị mình là giá chỉ có 219 thôi. 219k đầm em đang mặc, chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn hàng cho em luôn. DA1348 và kiện xin hỏi, rồi nhanh tay nha cả nhà. Lên đơn sớm em chuyển hàng form Omori đuôi cá cho các chị rất là sang nè. Kim sa luôn, đúng một màu duy nhất, không có màu khác nha cả nhà. 1348 và kèm số điện thoại cho em luôn. Chỉ còn có giá là 219k. 450 giá gốc, ngày hôm nay sale còn 219 nha. Các chị ơi, đem có cái mẫu đầm này để em xem thử có còn hàng không nha. Chị ăn luôn. 4 cái cuối cùng. Chốt luôn 99k cho nhà mình. Em còn đúng 4 cái cuối cùng thôi nha cả nhà. Mã này là 1323. 1323 nha, em sale luôn là 99k. Chị nào mình thích mẫu này các chị lên đơn nha. 1323 chốt sale giá 99k cho mình. Vải lụa Thái, có túi hai bên. Có túi hai bên cho các chị, vải này bao mát luôn. Xếp ly vuông và treo bồn tố cho mình. Mã này mình cứ ghi cho em là 1323. 1323 sale 99k nha cả nhà. Chỉ còn cho mình là 4 cái cuối cùng XL mà thôi. 4 cái cuối cùng sẽ XL cho chị nào nhanh tay, giá em chốt ngày hôm nay là 99k. Mã này là DA1323. 1323 99k nha cả nhà. Lên đơn liền em chịu hàng luôn nha. 1323 giá sale 99k. Rồi, mẫu em đang mặc các chị ghi cho em là 1348. Và ngày hôm nay em chốt sale luôn trên like này cho cả nhà mình chỉ có 219. 219k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng thì dùm em ngay bây giờ để em chuyển hàng chuyển size cho các chị mình nha. 1348 và kèm số điện thoại, sale giá 219k. Rồi nhanh tay luôn cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay lúc này em chuyển hàng luôn. Phòng mua body đuôi cá cực kỳ là sang cho các chị mình nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một mẫu đầm tiếp theo. Các chị mình đợi em một chút xíu nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ luôn. Là mã hàng với số điện thoại em chốt sale cho nhà mình ạ. À. Rồi mẫu đầm tiếp theo sale luôn cho nhà mình đây. Xã Nhâm. Hàng này em còn ít nha. Chốt sale giá rẻ cho các chị mình luôn. Chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà. Và vào nhóm nha cả nhà ơi. Rồi đầm tiếp theo 1325. Đây này cả nhà ơi, 1325. Cái mẫu này là em sẽ sale luôn là còn có 179 thôi nha.
Rồi chị Nguyễn Thị Thơm 1323 nè. Rồi chị nhớ chia sẻ like giúp em để em chốt 99k cho mình nha. Đầm em đang mặc là 1325. Ngày hôm nay em chốt sale luôn cho mình nha. Mẫu đầm này chị nào mình lấy đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ để em trừ hàng luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng liền dùm em. Chốt sale luôn trên la 179. Cái mẫu này có màu cam nè. Màu cam là 1329 nha. Màu cam là 1329. Còn cái màu em đang mặc nền nó màu đen là 1325. Rồi em chốt sale luôn cho mình nha. Chỉ có giá là 179k. Rồi chị nào mình ưng đặt hàng liền luôn giúp em. Đó, phía trước này ở đây thì nó sẽ phối với nút ngọc phiến đá xung quanh. Còn đây thì sẽ phối với nút gỗ cho mình. Có túi hai bên. Hai mẫu này đều là có túi hai bên hết. Vải này là lụa mango nha cả nhà. Và em chốt ngày hôm nay cho mình là 179 thôi. Xả luôn 179k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng xứng giùm em nha. Nhanh tay nha cả nhà. 1329 màu cam và 1325 là mẫu đang mặc. 179k sale rẻ cho các chị mình luôn. Sale rẻ cho các chị mình luôn, chỉ có giá là 179k. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em chuyển hàng chưa xa. 179 thôi nha cả nhà. 1325 em đang mặc và 1329 là màu cam. Chốt luôn với giá chỉ có là 179. 179k. Còn chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng luôn. 1325 em đang mặc, còn đây là 1329. 179k. 179k nha. Vải mềm, chất êm và mặt mát và có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. Chốt sale ngày hôm nay là 179 nha cả nhà ơi. Vải có co giãn và không có bị nhăn nhầu nha. Có túi hai bên luôn. Rồi 179k, chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng nhanh cho em nào. Cho em cái mã số và kèm cho em số điện thoại nha, để em lên đơn luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. 179k, sale quá rẻ luôn. Hàng còn ít nha cả nhà. Các chị có biết mẫu này không? Siêu phẩm, hot hàng hot luôn. 1351 mà bây giờ ấy, nó chỉ còn size M, chủ yếu size M với lại còn lại một cái size L nè. Đó. Ai lấy mẫu này các chị chốt liền tay nha. Sale 259 thôi, xịn sò. Vải đẹp lắm, nhung lặn nha. Túi thịt một bên và túi này túi giả một bên nha. Ở đây em phối nút nè. Nút này có đính đá cho mình nè. Em có cái đằng sau, trời ơi, cầm một cái đầm thôi mà thấy nó chất lượng, nó nặng tay luôn nè. 1351 nha. 1351 chủ yếu còn size M và còn một cái size L cuối cùng. Nếu ai hết size L mình giảm số size M mặc vẫn được. Tại vì vải này nó có co giãn nha. Vải này nó có co giãn nên mình dễ mặc. Rồi 1351 em chốt ngày hôm nay cho mình luôn. Chỉ còn có giá là 1351 em chốt sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 259k mẫu này. 259k mẫu này, mã 1351 này. 1351 sale giá 259 rồi. Chị nào ưng đặt liền sang, cực kỳ bộ vest nha. Vải nhung lặn nha cả nhà, mặc mát rượi à. Rồi có 259 thôi, còn cho mình size M với size L. Size L còn đúng một cái cho chị nào nhanh tay. Rồi em đang mặc đây là 1325 sale giá 179 nha. 179k mẫu đầm này, chị nào lấy nhanh tay nào cả nhà ơi. Cho em cái mã số và kèm số điện thoại liền em chốt sale nha. 179k. Phong xề che bụng tốt cho các chị mình ha. 40kg đến tầm 65kg vừa. Đầm này em đủ size. Vừa nãy có cái cam kia cũng đủ size nè. 1329 đủ size nè. 1329 em cũng đủ size nha. Chị nào thích mình cứ lên đơn luôn. Màu nào cũng dễ mặc hết, lên da rất là trắng nha. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, chuẩn bị em qua thêm cho mình một mẫu đầm khác. 1325 chốt sale giá 179k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng xuống giùm em. 1351 đẹp lắm, chị mua rồi em cảm ơn chị Nebimo nha. Đó, chị nào chưa mua các chị nên mua thử nha cả nhà. Đảm bảo chắc chắn là vượt ngoài mong đợi mình luôn. Hôm nay giá rẻ được có 259 thôi. 1351 chất rất là xịn nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm một mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn. Làm mã nè, mở số điện thoại nè, em chuyển hàng. Lên đơn liền dùng em nha cả nhà ơi. Rồi đợi em vài giây em qua mẫu khác nha. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và vào nhóm nha các chị ha.
Mẫu tiếp theo em lên cho mình đây là 1346. DA1346 nha cả nhà. Rồi ngày hôm nay nha các chị ơi. Chốt sale luôn 219k thôi. Mã này là DA1346. Rồi, nhanh tay nào cả nhà, một cái mẫu đầm may từ 7 mảnh ghép lại, phía trước là 3 mảnh này, phía đằng sau là 4 mảnh ghép lại với nhau nè. Rồi mẫu đầm này em chốt sale luôn trên line chỉ có 219k, quá rẻ. Form đầm này các chị mặc che bụng cực kỳ tốt luôn nha cả nhà. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đọc cho em là DA1346 và kèm xin hỏi luôn. Lên đơn hàng liền giùm em nha cả nhà ha. Rồi lên đơn liền dùng em nha cả nhà ơi. Đầm này em chốt sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 219k mẫu đầm này. Mã này các chị ghi là 1346. DA1346 và kèm xin hỏi phía đằng sau là dây khóa kéo nè cả nhà. Form đầm chữ A nè, ghép từ 7 mảnh ghép lại, đằng trước 3 mảnh, đằng sau 4 mảnh nha. Rồi chốt luôn với giá chỉ có là 219k. 219k mẫu đầm này. Ơn mẫu này các chị mình đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Điểm trừ hàng trừ size 1346 và kèm xin thoại luôn. 1346 và kèm xin thoại, chốt sale giá 219k. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi. Lên đơn hàng liền dùm em ngay lúc này, điểm trừ hàng cho các chị mình luôn. Mã này là 1346 nha cả nhà. Rồi còn chị nào mình ơn mẫu này các chị đặt hàng sớm dùm em trừ hè nè. Chia sẻ like giúp em luôn nha cả nhà ha. Rồi mẫu đầm này em chốt sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 219k nha cả nhà ơi. Rồi xong chưa các chị ơi, đặt hàng sớm giùm em nè. Đầm này em chốt sale luôn trên line chỉ còn có giá là 219k. Mẫu đầm này chị nào là mình lấy lên đơn hàng sử dụng em. Mã này là DA1346 nha. 1346 và kèm cho em xin thoại luôn. Rồi còn chị nào mình ưng đặt hàng sử dụng em 1306 hết hàng nha chị Ngân Hương ơi. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt cho em là DA1346 và kèm cho em xin thoại. Chốt đơn ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có 219. Cái nền của nó sẽ là nền màu nâu nha cả nhà nha. Nền màu nâu phối với hoa màu kem cho các chị mình. Phía đằng sau dây khóa kéo cho các chị. Rồi ngày hôm nay em xả hàng luôn với giá chỉ có 219. Ơn mẫu này thì các chị cứ đặt hàng này dùm em ngay bây giờ nha cả nhà. Đầm này gọn người, dễ mặc, che bụng tốt cho các chị mình nè. Chị nào mình thích mẫu này các chị lên đơn hàng này dùm em ngay bây giờ nha. Em chuyển hàng luôn. DA1346 và kèm cho em xin thoại. 1346 và kèm xin thoại em chuyển hàng. Rồi cố gắng mình lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Để em chuyển hàng chuyển size, mã này là 1346 nha. Size lớn hả chị có, chị đầm này em có đủ size nha chị Nguyễn Thị Thanh ơi. ML, XL, 2X. Đó, em đều có hết luôn. Rồi nhanh tay mình lên đơn liền, mã sản phẩm là DA1346 và kèm xin thoại trên. Các chị ơi, like này sẽ luôn là em bật bài mới nha. Các chị mình theo dõi bài live tiếp theo của em trong ít phút nữa nha.